tử vi tuần mới từ ngày 2 tháng 10 đến 8 tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp dương lịch tức ngày 18 tháng 8 đến 24 tháng 8 năm 2023 âm lịch hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe tuần mới này của bạn chính xác nhất giúp bạn chủ động hơn trong mọi công việc để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1 tuổi tí từ ngày 2 tháng 10 đến 8 tháng 10 năm 2023 tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 2 tháng 10 đến 8 tháng 10 năm 2023 sự nghiệp của người tuổi tí không quá thuận lợi vào những ngày đầu tuần do bị thương quan và kiếp tài chiếu. Mệnh Bản mệnh có thể đối diện với sự chèn ép hoặc cô lập của mọi người xung quanh, đến cuối tuần thì mọi việc mới dần hòa hoãn. Phương diện tài lộc khá hanh thông vào đầu tuần nhưng khoảng thời gian sau đó thì có dấu hiệu chững lại vì thế bản mệnh cần nhanh chóng chớp lấy cơ hội còn nếu trần trừ do dự thì dễ để lỡ thời cơ vào tay người khác tài chính khó cải thiện phương diện tình cảm cũng không mấy khả quan vợ chồng bạn rơi vào những cuộc tranh cãi triền miên do các quan điểm trái ngược khuyên đôi bên hãy hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe nửa kia không nên nghiêm trọng hóa các vấn đề Sao thiên cầu chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Hai Tuổi Sửu từ ngày 2 tháng 10 đến 8 tháng 10 năm 2023 người tuổi Sửu có một tuần khá thuận lợi trên phương diện sự nghiệp. Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên nên được giao cho nhiệm vụ quan trọng. Dù đồng nghiệp xung quanh có đố kỵ, bạn cũng vẫn quyết tâm hướng tới các mục tiêu của mình và gặt hái thành công. Phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần bạn luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc nên dễ nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên khen ngợi thậm chí một số người còn gặt hái được khoản tiền kha khá nhờ vào vận may của mình trong kinh doanh đầu tư sự xuất hiện của sao thiên đức là một lời khẳng định rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay vì thế khi cơ hội mở ra trước mắt bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình Chuyện tình cảm dần tiến triển tích cực hơn khi bạn và người ấy đã học được cách bao dung cho nhau. Dù đôi bên vẫn còn những tật xấu khó sửa, song không ai lấy đó làm lý do để soi mói, xét nét người còn lại gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. 3 tuổi dần từ ngày 2 tháng 10 đến 8 tháng 10 năm 2023 dù được cấp trên đánh giá cao đi nữa, người tuổi dần cũng chớ nên quá kiêu ngạo, tỏ vẻ coi thường người khác và làm mọi việc theo ý mình. Nếu bạn không chú ý cách hành xử thì sớm muộn gì, bạn cũng sẽ bị cô lập trong tập thể. Ngược lại với phương diện sự nghiệp khúc mắc tài chính lại có những bước tiến khá đáng mừng. Người làm đầu tư kinh doanh nhận được một khoản kha khá do các quyết định đúng đắn trước đó với người chăm chỉ làm thêm bạn cũng nhận được khoản thù lao xứng đáng chuyện tình cảm vẫn chủ yếu là những nốt trầm buồn bạn không sẵn sàng mở lòng cho mọi người xung quanh vì sợ phải đón nhận những tổn thương dù có người chủ động tiếp cận bạn vẫn tỏ vẻ khá thờ ơ thậm chí từ chối đối phương ngay tức khác tuy nhiên Bạch hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc. 4 Tuổi Mão từ ngày 2 tháng 10 đến 8 tháng 10 năm 2023 phương diện sự nghiệp của người tuổi Mão khá trầm lắng trong tuần này. Nếu là người làm lãnh đạo, bạn quá kiêu ngạo và chủ quan nên dễ đưa ra quyết định sai lầm, gây ảnh hưởng đến tập thể. Với người làm công, bạn thường có ý chống đối cấp trên nên dễ rơi vào cảnh bị chèn ép, phê bình. Tài lộc có dấu hiệu khởi sắc song quan trọng là bạn có nắm bắt được cơ hội hay không con giáp này cũng cần biết sức của mình tới đâu để đưa ra những sự lựa chọn phù hợp nếu không chỉ tốn công vô ích không đạt được bất cứ kết quả nào bói tử vi online chuyện lứa đôi không có nhiều tiến triển tích cực chủ yếu là vì bản mệnh quá bướng bỉnh lúc nào cũng mong nửa kia chiều theo ý mình nếu bạn tiếp tục ích kỷ như vậy nửa kia sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi thậm chí có ý muốn kết thúc với bạn đấy tuy nhiên trong tuần cũng không chỉ toàn điều tiêu cực sao tử vi mang tới ít nhiều may mắn cho người tuổi này bạn hãy coi thách thức là cơ hội để rèn luyện bản thân không đầu hàng nghịch cảnh luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới Nam, tuổi thìn từ ngày 2 tháng 10 đến 8 tháng 10 năm 2023 tuần này là một tuần hung cát đang xen đối với người tuổi thìn trên phương diện sự nghiệp. Bạn cần có cách hành xử đúng đắn trong những trường hợp khác nhau. Chớ gây mất lòng mọi người xung quanh. Tốt nhất hãy luôn dĩ hòa vi quý, chớ đặt lợi ích bản thân lên quá cao. Chuyện tài chính có dấu hiệu tăng tiến vào khoảng thời gian cuối tuần. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải trải qua một tuần khá vất vả, không được nghỉ ngơi ngay cả cuối tuần. Con giáp này cần cổ vũ bản thân, chỉ cần cố gắng thì bạn sẽ gặt hái được điều mình mong muốn. Tuy nhiên trên phương diện chi tiêu, đại hao còn khuyên bản mệnh cần có cách sử dụng khoản tiền trong túi hợp lý, không nên đua đòi cho bằng được người này, người khác. Đặc biệt trong hoàn cảnh túi tiền chưa dùng dính. Hãy nhắc nhở mình cần phải tiết kiệm để dự phòng cho tương lai. Chuyện tình cảm chưa có dấu hiệu cải thiện. Vợ chồng bạn tiếp tục rơi vào tình cảnh chiến tranh lạnh, không ai chịu nhường ai. Nếu cứ tiếp tục giữ nguyên tình trạng này, hai người có thể tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện phá vỡ mối quan hệ đấy. 6 tuổi tỵ từ ngày 2 tháng 10 đến 8 tháng 10 năm 2023 tuần này là một tuần thách thức nhưng cũng tiềm ẩn cơ hội đối với người tuổi tỵ. Công việc cấp trên giao cho bạn có thể khiến bạn thấy khó khăn, vất vả. Song bạn biết tận dụng cơ hội để vươn lên, thậm chí khẳng định được vị trí của mình trong tập thể. Tài lộc phát triển tích cực vào những ngày gần cuối tuần bạn nắm bắt được xu thế thị trường nên luôn là người dẫn đầu xu hướng không sợ các đối thủ cạnh tranh con giáp này có thể thu tiền về đầy túi trong sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh tuy nhiên tiểu hao khuyên bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực nhất là với chuyện chi tiêu nếu không dù có dư giả đến đâu bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của cuối cùng khi có việc cần kíp xảy ra lại phải vay mượn mọi người xung quanh Phương diện tình cảm cực kỳ rực rỡ, đặc biệt là trong những ngày đầu tuần. Điều đó cho thấy những người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ từ người khác giới. Hãy cho đối phương cơ hội được tiến gần hơn đến bên mình, mở ra một trang mới cho cuộc sống. 7 Tuổi ngọ từ ngày 2 tháng 10 đến 8 tháng 10 năm 2023 sự nghiệp của người tuổi ngọ có những bước phát triển cực kỳ nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ cấp trên, thậm chí có người còn chạm tay vào cơ hội được cất nhắc. Tài lộc phát triển khả quan nhất vào những ngày cuối tuần người làm công ăn lương sẽ được nhận một khoản thưởng nóng hậu hĩnh trong khi đó người làm kinh tế thì thu lợi nhuận từ các mối khách hàng ký kết được nhiều hợp đồng giá trị với các đối tác triển vọng con giáp này cũng sẽ được nhận nhiều tin vui trên phương diện tình cảm dường như người bạn thầm mến đã lâu cũng có cảm giác tương tự dành cho bạn hãy lựa chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ lòng mình với đối phương nhé khả năng thành công rất cao đấy có điều sao xấu ngũ quỷ cũng khuyên bạn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ có giờ giấc hơn đừng phung phí sức khỏe của bản thân kể cả khi bạn vẫn còn trẻ đi nữa 8. Tuổi mùi từ ngày 2 tháng 10 đến 8 tháng 10 năm 2023 người tuổi mùi có thể phải chịu sự cạnh tranh khá gay gắt đến từ đồng nghiệp trong tuần này. Hãy tìm cách biến đó thành động lực để bứt phá vươn lên. Bạn là người có tài, vì thế đừng sợ hãi khi đối diện với khó khăn, thách thức. Tình hình tài chính có nhiều bước tiến khả quan hơn vào những ngày cuối tuần có thể người làm công ăn lương sẽ nhận một khoản thưởng nóng hoặc hoa hồng để khuyến khích tinh thần làm việc người làm đầu tư kinh doanh dần tìm ra hướng đi phù hợp với mình thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp đặc biệt là với nữ mệnh bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành thẳng thắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm Tuy nhiên, nhân duyên vượng lại đem tới ít nhiều rắc rối cho những người đã lập gia đình. Bản mệnh cần giữ quan hệ đúng mực với mọi người xung quanh. Đừng để bản thân vướng vào những tin đồn vô căn cứ. Hãy trân trọng những gì mình đang có. 9. Tuổi thân từ ngày 2 tháng 10 đến 8 tháng 10 năm 2023 nửa đầu tuần trôi qua một cách khó khăn đối với người tuổi thân. Bạn phải chịu sự chèn ép của cấp trên cũng như phải nghe lời điều tiếng từ đồng nghiệp. Vì thế mà bạn khó có thể tập trung vào công việc, dễ để xảy ra sai sót. Cuối tuần, mọi việc dần êm xuôi hơn, song bạn vẫn không được chủ quan. Phương diện tài lộc chưa có sự phát triển nào đáng chú ý có lẽ bạn đang đi mãi trong một lối mòn nên dễ dàng bị đối thủ vượt mặt khách hàng quay lưng con giáp này cần bình tĩnh nhìn nhận lại phương hướng của bản thân để có những thay đổi phù hợp sao dịch mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu tình cảm nhìn chung khá ảm đạm bạn và người ấy dường như vẫn chưa thực sự hiểu nhau nên mỗi người vẫn sẽ giữ những suy nghĩ riêng ở trong lòng. Đừng để điều này khiến quan hệ đôi bên này sinh khoảng cách. Hai người cần tiếp tục trò chuyện với nhau nhiều hơn. 10 tuổi dậu từ ngày 2 tháng 10 đến 8 tháng 10 năm 2023 tử vi hàng tuần 12 con giáp, người tuổi dậu phải chuẩn bị tinh thần vượt qua khó khăn vào thời điểm đầu tuần. Bản mệnh có thể bị đồng nghiệp nói xấu hoặc lợi dụng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và lợi ích của bạn. Hãy luôn cẩn trọng trong mọi việc và tinh tường để nhận ra đâu là cơ hội vươn lên tài lộc chỉ có chút ít khởi sắc vào đầu tuần chủ yếu là với những người làm nghề tự do vì vậy bản mệnh cần phải nhắc nhở mình làm việc với tinh thần tích cực hơn không nên vội vàng muốn trông thấy thành quả hãy cố gắng làm việc bằng chính công sức của mình chứ đừng dùng thủ đoạn hoặc đốt cháy giai đoạn sao thái dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người và có cách nhìn nhận con người chính xác thì bạn có cơ hội tìm được người phù hợp tuy nhiên với những người đã lập gia đình thì bạn nên quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của nửa kia bạn không nên sống ích kỷ chỉ biết có bản thân và bắt nửa kia phải chiều theo vợ chồng biết nhường nhịn và hy sinh cho nhau thì quan hệ mới lâu bền 11, tuổi tuất từ ngày 2 tháng 10 đến 8 tháng 10 năm 2023 vận trình sự nghiệp của người tuổi tuất lên xuống khá thất thường trong tuần này. Chính vì vậy, bạn cần nhắc nhở mình tập trung cho công việc. Dù gặt hái thành công cũng chớ quan, nếu đối diện thất bại thì càng cần phải cố gắng, chớ nên bỏ cuộc giữa trường. Phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc hơn vào cuối tuần điều đó chứng tỏ mọi công lao bạn bỏ ra không hề uổng phí người làm công ăn lương được nhận một khoản thưởng nhỏ cổ vũ tinh thần còn người làm đầu tư bắt đầu thấy được lợi nhuận từ các mối làm ăn thái tuế khuyên bạn nên cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa như về quê công tác du lịch trước khi rời nhà bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn Chuyện tình cảm chưa thực sự êm đềm khi hai người vẫn thường xuyên chấp nhặt với nhau. Nếu có vấn đề gì chưa hài lòng, đôi bên nên thẳng thắn bày tỏ để nửa còn lại biết và thay đổi. Còn nếu cứ giữ mọi chuyện trong lòng, quan hệ đôi bên sẽ ngày càng xa cách. 12 tuổi hợi từ ngày 2 tháng 10 đến 8 tháng 10 năm 2023 người tuổi hợi có thể phải chịu sự nghi ngờ của cấp trên và đồng nghiệp trong tuần này. Khi mọi người tỏ vẻ nghi ngờ năng lực của bạn, cách tốt nhất là bạn hãy tập trung vào nhiệm vụ dùng kết quả tốt trong công việc để khẳng định bản thân mình. Phương diện tài lộc khá ảm đạm khi bạn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ con giáp này cần biết chắc thế mạnh của mình ở đâu để có hướng phát triển cho phù hợp nếu không dễ rơi vào cảnh bối rối chạy theo bước chân của người khác trong chuyện tình cảm sao bách việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng người độc thân không thiếu người săn đón tuy nhiên bạn cần xác định xem đó có phải là người thực sự đáng tin cậy không trước khi đến với nhau các cặp vợ chồng lại cần cẩn thận trước nguy cơ đào hoa xấu xuất hiện bạn cần giữ khoảng cách phù hợp với người khác chớ nên buông thả bản thân kẻo đến lúc hối hận cũng đã muộn hãy luôn ghi nhớ trách nhiệm của mình đối với gia đình